đoàn nhận hỗ trợ và giúp đỡ. Theo Thượng tá Võ Văn Long, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Nam Đàn, mô hình nâng bước em đến trường chính là nhằm cụ thể hóa việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thượng tá Võ Văn Long nói. Đảng ủy Ban Chỉ huy quân sự huyện Nam Đàn chúng tôi xác định lấy mô hình nâng bước em đến trường để là một tiêu chí để thực hiện cái chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Hàng năm chúng tôi vận động cán bộ chiến sĩ đóng góp một phần kinh phí để giúp đỡ các em. Thực hiện mô hình nâng bước em tới trường từ năm 2017 đến năm 2020, đã có 6 em học sinh nghèo vượt khó học giỏi được cán bộ nhân viên của Ban Chỉ huy quân sự huyện giúp đỡ, hỗ trợ với số tiền là 86 triệu đồng. Năm 2021 vừa qua, có thêm 5 em học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn được hỗ trợ, giúp đỡ để các em vững bước tới trường, nối tiếp ước mơ học chữ, để sau này lớn lên lập thân lập nghiệp. Cô Nguyễn Thị Hải Yến, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Thượng Tân Lộc 1 chia sẻ. Khi được phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện để là coi như là đỡ đầu các em học sinh, có thêm nhiều cái cơ hội được giúp đỡ và tạo điều kiện để các em tiếp tục là học tập lên các cái lớp trên, và nhà trường cũng rất là cảm ơn. Bằng tình cảm trách nhiệm của những người lính bộ đội Cụ Hồ trên quê hương Bác, thông qua việc thực hiện mô hình nâng bước em tới trường đã tạo ra sức lan tỏa sâu rộng. Đến nay, nhiều cơ quan đơn vị trên địa bàn đã có nhiều việc làm thiết thực để hỗ trợ, giúp đỡ các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có điều kiện ăn học. Đánh giá về những việc làm thiết thực, giàu ý nghĩa nhân văn của cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự huyện Nam Đàn, bà Trần Thị Hiền, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nam Đàn khẳng định. Trong suốt thời gian qua, cán bộ chiến sĩ của Ban Chỉ huy quân sự huyện đã có nhiều cái việc